Hi, chào mừng các bạn đã quay lại với vlog của Nhím. Thì mấy hôm nay mình mới rảnh một xíu để mà quay cho các bạn xem cái không khí đón Tết ở quê Nhím như thế nào. Thì hôm nay là ngày 28 Tết rồi. Nay thì sẽ không có ngày 30 như mọi năm. Đó, mà chỉ có 29 thôi. Đó, thì sau khi mà nói chung là về phụ dọn dẹp nhà cửa thì chiều đây Nhím dạo một vòng xem ở quê Nhím, chia sẻ quê Nhím đón không khí đón Tết sẽ như thế nào nhé các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ chạy lên trung tâm thành phố Phan Rang, trên quảng trường 16/4, nơi có mà đang có chợ hoa đó các bạn. Đó, đây là cái khu ở mình. Đó, đây là cái miếu ấp, cái miếu mà để thờ những người đã từng khai phá ra cái ấp này đó các bạn. Ở mình thì ở đây gọi là ấp Nam, mặc dù đã lên đó mày, ông bạn cũ của mình đó mày, giờ nó được hai đứa con rồi đó, nhưng mà mình thì chưa có gì chưa cưới nữa, nó cưới lâu rồi các bạn đó, nó đi nghĩa vụ về xong nó cưới vợ luôn. Nó làm trong khu điện Amanoi, trước là trong khu điện Amanoi đó các bạn, còn bây giờ thì mình cũng không có biết. Đó, cái này là trục đường để mà đi xuống huyện Ninh Hải nè các bạn. Đó, đi xuống dưới là huyện Ninh Hải, còn mình thì ở trên khúc này. Ở đây thì ở quê chạy xe rất là ghê nha các bạn. Đó, không phải như ở Sài Gòn thì xe đông, nhưng mà người ta chạy sẽ chú ý và quan sát kỹ hơn, còn ở đây là cứ bàn khí thế luôn. Đó, cái đó là cái tiệm mà sửa xe cho mình từ trước đến giờ đó các bạn. Giờ gần Tết nên cái dịch vụ mà rửa xe rất là đông luôn. Đó, đây là khu nhà mình. Cái khu ở mình ngay đây thì chủ yếu là người ta sẽ trồng là gia đam chứ không phải là nho là khu trĩnh khúc mà của cô chú mình á, là khúc trên người ta gọi là khúc ngoài đất thịt đó các bạn, còn đất cát này trồng nó không có đạt năng suất nên chủ yếu là mọi người sẽ trồng nha đam đó. Thì hôm nay mọi người đã trang trí nói chung là treo cờ Tổ quốc đó, các bạn có thấy rất là đẹp luôn, cờ đỏ sao vàng đó, rất là đẹp nha các bạn. Với sẵn tiện hôm nay mình tranh thủ đi chụp vài tấm ảnh buổi chiều ở quê Nhím, xem Nhím để mà đăng lên trang Nhím Ngao Du của Nhím chơi đó các bạn. Đó, rất là đẹp luôn nha. Để Nhím ngừng lại một xíu. Đây là cái khu chợ, đây là cái chợ gần khu chợ Nhím nhất, đây là chợ Văn Sơn nha các bạn. Đó, chợ Văn Sơn. Còn khu trên này đây, đây là cái đường. Trước cái đường này nó nhỏ lắm các bạn, nhưng mà bây giờ nó đã được mở rộng rồi đó. Này, quên, để mình lấy máy ra mình chụp vài tấm. Nhìn cái hai bên cờ, hai bên mà người ta treo cờ đó, nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi buổi chiều nữa. Chủ yếu của mình là hôm nay là sẽ đi lên chợ hoa Phan Rang để mà quay cho các bạn xem. À, quên luôn là mình đang ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận nha các bạn. Đó. Rồi đây là bông bóng bay nè các bạn, mấy em nhỏ rất thích luôn. Đó, bây giờ mình sẽ chạy lên Phan Rang. Mấy ngày trước Tết đó thì cái việc dọn dẹp là không thể tránh khỏi rồi đó, kiểu như một năm kiểu là dồn vô dọn, gọi là tổng vệ sinh luôn các bạn, rất là dữ luôn. Đó, hồi trước thì cái chợ Phan Rang cũ nó nằm ngay Vinmart nè các bạn. Đó, nhưng mà sau này là nó dời xuống dưới kia cho nó rộng. Đó, đây là cái trụ sở công an phường của mình. Đó, còn đây là trường tiểu học hồi xưa mình, hồi trước mình học nè các bạn, nó hồi nhỏ mình học đó, nó được sửa lại rồi chứ hồi xưa nó rất là cũ kỹ luôn. Đó, nhìn khúc này rất là đẹp nha các bạn, nắng chiều chiếu lên cái kiểu
Với lại sẵn tiện mình đi lên mình mua cái phong bao lì xì luôn các bạn, để mà lì xì cho mấy đứa nhỏ đó, Tết mà, nên kiểu như mấy đứa nhỏ rất là háo hức luôn. Đó, thấy tụi biết không, lấy xe biển xanh đi đi chở này, chở lá nho hay sao các bạn, để mà chở cho dê ăn đó các bạn. Dê thì nó chỉ ăn lá đồ này nọ thôi các bạn, chứ nó không có ăn như ăn cỏ như bò. Đó, các bạn thấy nắng chiều đẹp không, để chụp vài tấm. Kiểu đó, mặt trời nắng. Năm nay thì cái mùa này á, ở mình thì nó ngưng gió trước rồi các bạn, chứ không phải như mọi năm trước. Năm trước là giờ này là nhiều khi gió nó thổi banh luôn các bạn, thổi cũng bay người luôn á. Ở mình mà, đặc điểm ở xứ mình là về cái độ gió nắng thì ai cũng biết rồi, nắng như rèn mà gió như phèn, kiểu như các bạn chạy nó phang thẳng vô mặt các bạn đó, vui lắm. Nhiều đứa bạn mình mà ra đây là nó cũng sợ luôn các bạn. Thấy đẹp chưa, thấy cái khúc đây đẹp chưa các bạn. Đó, rất là nhiều luôn. Không khí Tết này nọ các bạn. Cái ba lô mình hư hết một bên nè, bên cạnh tê á, nên lần kéo nó cũng khó nè. Đó, giờ mình tiếp tục chạy lên chợ hoa. Tên, nhìn đẹp không các bạn. Đây là bệnh viện tỉnh đó mình nè. Trước là nó nằm trên trên kia, nhưng mà sau này thì nó để mở rộng quy mô hơn và xây mới lại thì nó dời xuống đây. Đó, thì nó dời cũng được nói chung là cũng lâu rồi các bạn. Từ thời trước khi mình vô đại học thì nó đã xây gần xong rồi. Và khi vô mình vô học đại học là nó xong, xây xong luôn. Đó, đường xá thì ở mình thì nó làm lại những con đường nào mà xuống biển á, người ta xây lại, người ta làm lại hết luôn, nên nhìn rất là mướt luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy là đường rất là mới luôn, rất là đã. Giờ này à, nắng là chiếu là đã luôn, kiểu như là nắng chiếu luôn lên trên da mình cũng như là sẽ bị đen. Ở đây là do rồi các bạn, ngày các bạn mà ra ngoài đường á, các bạn sẽ thấy được. Các bạn thấy là con gái là sẽ bịt kín, chùm kín mít hết luôn, tại vì ở đây rất là nắng cháy da luôn các bạn. À, đây là khúc cái khúc này là khu K1 mới được quy hoạch ở mình nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vào đây. Đó, đây là khu K1. Thì lúc trước hồi trước mà mình vô đại học năm 2 là ở đây nó đã quy hoạch lại hết. Ở đây là trước là ruộng mênh mông luôn, xong sau này là được quy hoạch thành khu đô thị K1 nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là đường phố rất là nhộn nhịp trong những ngày cuối năm. Đó, thì hôm nay mọi người cũng sẽ ra mua hoa, mua bông rất là đông luôn nha các bạn. Trồng cây là các bạn thấy cây nó lớn hết ra lá hết các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là khu này thì người ta chưa đổ đất lại, chứ thực ra nó đã quy hoạch hết rồi nha các bạn. Đó, nó đổ đất lại lên cao như thế này, nó xây khu đô thị, nó đổi mới để phát triển thành phố hơn. Kiểu như là thành phố Phan Rang mình là trước đó, trung tâm nó sẽ ở trên kia, nhưng mà bây giờ nó sẽ dịch xuống gần biển hơn. Đó, tại vì mình phát triển theo hướng là du lịch đó các bạn. Khu này thì giá đất cũng rất là mắc luôn nha các bạn. Nói chung là nó cũng không hề rẻ đâu, tại vì khi mà quy hoạch làm đường rồi làm được, nói chung là làm cơ sở hạ tầng lại rồi nó sẽ bán ra thì đương nhiên là giá nó sẽ cao hơn rồi. Đó, các bạn thấy là quán ăn, quán uống, quán cà phê, hotel rất là đông luôn. Đó, đây là những cơ sở hành chính.
cơ sở hành chính ở mình đều được gọi là xây lại hết đó, và dịch chuyển xuống dưới này đó. Các bạn thấy nhìn hoành tráng không, những cái khu vui chơi nó xây lên là hoành tráng. Đây là khu chợ đêm ở mình đó, khu chợ đêm ở mình nha các bạn. Nếu các bạn có dịp thì ra đây các bạn ghé vô khu chợ đêm để chơi đó. Cũng ở đây các bạn, khu đó nó quy hoạch là các bạn thấy rồi đó. Đó, cơ sở rất là đông. Ở đây là cái khu trung tâm này, đây là quảng trường 16 tháng 4 ở mình. Cái phía bên mà cái tòa nhô kia là bảo tàng. Và cái đây là tượng đài ở mình rất là bự luôn, và xây rất là lâu rồi nha các bạn. Từ thời cấp 3, mình không nhớ là xây khi nào, nhưng mà từ thời cấp 3 là mình đã có rồi. Đó, rất là nhiều hoạt động vui chơi giải trí ở đây. Xưa mình cũng hay ra đây lắm, tụi mình thì hay ra đây chơi lắm các bạn. Đó, đây là tượng đài nha các bạn. Để mình chụp vài tấm về mình sẽ đăng chơi. Đó, phía trước kia là chợ hoa ở mình đó các bạn. Rất là đông lui luôn. Đây là cờ Tổ quốc nè. Phía sau là bảo tàng đó các bạn. Xa kia là bảo tàng. Kiểu mình cũng chưa có nhiều bộ ảnh ở đây. Đó, phía trước là các bạn có thể thấy là bông hoa cái kiểu luôn. Đó, người ta bán bông rất là nhiều nha các bạn. Đây là khu vui chơi giải trí của mình, rất là đông luôn. Tượng đài này xây rất lâu rồi nha các bạn. Đó, cái cây kia nó giờ nó cũng bự luôn rồi. Cái hồi xưa cây kia lúc mà mình còn thì nó chưa to được như vậy đâu. Bây giờ kiểu như mấy cái này ra lá rất nhiều luôn. Phía trước của mình kia là công viên đó các bạn. Công viên của mình đó. Đây là quảng trường 16 tháng 4. Ví dụ những tổ chức cái hoạt động lớn thường thường nó sẽ ở đây. Đó, mà cái bảo tàng bên kia là trước á, trước khi dịch á thì nó sẽ trước mà không có dịch đó thì nó sẽ làm cái chợ hoa đó, chợ hoa để mà trong Tết mở để mà mọi người vô tham quan chụp ảnh đó các bạn. Nhưng mà vì dịch bệnh thì người ta không có tổ chức các bạn, người ta không có tổ chức á. Này, đây các bạn, ở đây là khu quán mai nè các bạn, rất là đông người luôn nhé. Đó, rất là đông người mua mai. Rồi cái anh xe ôm để chờ mà chờ đó các bạn. Đó, rất là nhiều luôn nhé. Bán bắp nướng luôn nè. Đó, thấy là người coi mai rất là đông luôn. Kiểu mình đi cũng chỉ chụp vài tấm để làm kỷ niệm với cho các bạn xem là ở quê mình sẽ như thế nào. Đó, nó sẽ đông vui như thế nào. Đó, với các bạn như thế nào chứ quê mình là như vậy nè các bạn. Nhưng mà giờ này thì chưa đông đâu, phải tầm khoảng 7-8 giờ đêm á là mọi người ăn tối xong là mọi người sẽ ra đây để mà tham quan sẵn kiếm bông để mua đó các bạn. Đó, và Sài Gòn ở ra đây cũng rất là đông luôn. Đó, đây mình quay. Rồi, tiếp tục mình sẽ đi vô sâu một xíu. Đây, đó các bạn thấy không? Mai rất là nhiều luôn, từ cái chậu nhỏ. Đây, rất là nhiều luôn nhé các bạn. Đó, để mình đi một vòng vô trong cho các bạn xem. Đó, đây là cái khu chợ hoa xuân ở mình đó, hội chợ hoa xuân đó các bạn. Rất là đông người luôn nhé. Có mấy anh, các bạn thấy là mấy anh xe ôm thì đang túc trực sẵn để mà nếu mà có người thuê chở thì chở đi luôn đó, cho nó mau lẹ đó các bạn. Ừ.
hoa xuân. Đó, mấy anh này là xe ôm đang chờ nè các bạn. Cảnh rất là tấp nập luôn. Đây là mấy cái chậu hoa cúc lớn, cây mai nè các bạn. Đó, mọi người ra đây cũng tranh thủ để chụp hình rất là nhiều luôn. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đây là gọi là khu trung tâm ở mình. Hoa giấy nữa nè các bạn, rất là nhiều luôn, rất là đẹp luôn nha. Đó, rất là đông vui nhộn nhịp luôn. Hôm nay mới thấy đông này, hôm trước mình lên á thì đó các bạn thấy không, rất là đông luôn. Hôm trước mình lên á thì chưa có đông như vậy đâu các bạn. Hôm nay mình mới thấy đông đúc như thế này nè, đó rất là đông luôn. Quá trời luôn nha các bạn. Bông vạn thọ này nọ. Sáng thì mình cũng mới chở mẹ mình đi mua bông đó các bạn. Nói chung là mua bông tại vườn luôn chứ không có mua chợ này. Tại vườn thì nó sẽ rẻ hơn. Nó sẽ rẻ hơn so với giá là các bạn mua trên này. Mình mua một cây, nói chung là cây gọi cây cúc, cây dạng thọ lùng thì chỉ có là 25k thôi, hai cây là 50k. Đó, đây là cái cổng trước của khu chợ đêm ở mình. Giờ thì chưa có về đêm nên chưa có ấy. Rồi, chân chóng kìa anh ơi. Ông chắc không nghe tại vì mình đang sập cái kính bảo hiểm xuống để mà thu âm cho tốt hơn đó các bạn. Nên chắc ảnh không có nghe. Đó, mọi người có thể ra đây uống nước mía hay là ăn cá viên chiên nè các bạn. Đó, rất là đông luôn. Đây là mấy cây tắc. Rồi đó, mấy cây nho cảnh luôn đó các bạn. Đó, đây là cúc. Rồi mai. Đó, mấy cây rất là đẹp nha các bạn. Đó, nhìn rất là hoành tráng luôn. Đó, các bạn có thể thấy này mình đi vòng ở ngoài để các bạn thấy quan sát thôi, chứ vô trong là cũng rầm mà cũng đông đen lắm các bạn. Nó đủ kiểu dáng luôn, chủ yếu là cái dáng sẽ hình xoắn ốc đó các bạn. Đó, mọi người đang mua bông. Nó đó, bán đủ thứ nước luôn. Thì bông ở đây, bông kiểu mai ở đây thì sẽ là chủ yếu ở Bình Định ra, hoặc là từ Bến Tre lên, hoặc là ở mình thì cũng có, nhưng mà sẽ ít hơn. Nói chung là ít hơn, tại vì mình cũng không có rành chơi về mai hay gì. Đó, các bạn có thể thấy mình không có, kiểu như là mình không có chơi mai nhiều nên mình cũng không có biết. Nói chung là ra mua về để ra bông cho nó đẹp nhà đẹp cửa thôi, chứ cũng không biết. Có mấy cây mới còn nụ không nè các bạn. Đó, cây kìa nở ra hết rồi các bạn. Nó rất là đẹp luôn. Ở ngày này với ngày mai là nó sẽ nở nhiều nhất. Nó sẽ nở rất là nhiều. Đó, cái hoạt động buôn bán mai đây rất là nhiều đó. Rồi mọi người tranh thủ ra đây để mà chụp hình Tết nè các bạn. Biết kia rất là dễ thương luôn. Thường thường giờ này thì nó sẽ bắt đầu mới đông, hoặc là 7-8 giờ đó các bạn. Giờ này đông lên là do mát á, chứ sáng mà ra đây nắng lắm các bạn. Rất là đông luôn nha. Đây là công viên 16 tháng 4 ở mình. Trước thì nó có hàng rào bao quay, nhưng mà giờ thì người ta tháo ra luôn để mọi người có thể chăm sóc dễ hơn. Đó, mấy cái chậu mai nhỏ nhỏ như thế này. Nên là các bạn, để các bạn chân lên mấy cái bàn đó. Đó, bông này, họ rất là nhiều bông luôn nha các bạn, trải dài xung quanh đây luôn. Tranh thủ, mấy chú tranh thủ đem ra đây nhậu luôn thì hiểu cái nào rồi đó. Đó, đây là cúc, dạng thọ chứ. Đó, đây là những cái loại bông khác nữa các bạn. Rất là đông luôn, đó, rất là nhiều mai luôn các bạn. Đó, nếu mà mai thì người ta bán không hết thì người ta sẽ lấy xe chở về và chăm sóc và tiếp tục năm sau bán tí. Đó, bên khúc này là cây tắc nè các bạn. Đó, rồi đây là cây mai. Cây mai này thì ít, không có tạo dáng mà để vậy luôn. Đó, mai thì mình thấy là mọi người nói là có mai
4 cánh rồi 8 cánh, 12, 14 cánh gì đó, rất là nhiều luôn. Mình cũng không biết. Đây, đây là đường Ngô Gia Tự của mình đó. Đây mình có Lotte luôn nè các bạn. Chung là chụp mấy tấm để có hình ảnh ngày Tết rồi nè các bạn. Đó, cái cảnh chợ bông tấp nè. Tết rất là đông vui, mọi người chở bông. Các mọi người mua bông, buôn bán bông rất là nhiều luôn. Rất là đẹp. Chung là vì cuộc sống mưu sinh cả thôi các bạn. Thế nhưng mà mấy ngày này bán bông mà phải chiều tới ngày, nói chung là gần tới đêm giao thừa luôn thì người ta mới về đó. Nhưng mà mình cảm nhận thì sức mua bông năm nay thì không bằng như mọi năm đó, với lại một phần nữa là bông nó cũng ít hơn tại vì người ta sợ dịch đó các bạn, nên cũng cái khu chỗ mình á hay trồng nhưng mà bây giờ cũng nhiều người người ta không có trồng tại vì cũng sợ dịch không bán được á đó. Quá trời đủ phương tiện luôn ha. Mọi người chở mấy cái chậu bông cúc bự nè về chân rất là đẹp luôn. Đó, nói chung là hoạt động Tết ở mình thì nói chung ở đâu cũng vậy, người dân người xa xứ về quê ăn Tết với gia đình nữa. Đó. Nên rất là đông vui luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy một vòng ra cái chợ Phan Rang, cái chợ mà lớn nhất ở thành phố của mình hiện tại đó, để các bạn xem được cái độ đông đúc của nó như thế nào đó. Đây là mọi người đang mua bông vạn thọ này các bạn đó. Thấy đẹp không các bạn? Tết là chỉ có thấy là bông hoa là nhiều thôi coi đó, thêm mấy cái chậu lúa này các bạn đó. Cảnh hồi Tết là xếp hàng mà rút tiền cũng mệt nghỉ luôn các bạn. Đây là hoa giấy nè. Đó, khúc trên này người ta cũng bán bông nữa nhưng mà sẽ ít hơn, nó không có sầm uất bằng khu dưới kia. Đó, mấy cái chậu bông cúc lớn nè. Bên kia người ta làm mấy cái cây tiền nữa các bạn. Rất là đông luôn. À, mình sẽ dẫn các bạn lên xem thử cái con hổ ở mình nó như thế nào nha các bạn. Ở đây thì người ta vẽ dương nè các bạn. Vẽ chưa vẽ bưởi để mà trang trí đó. Rất là đông luôn ha. Trời luôn. Ôi ôi các bạn coi cảnh mà rút tiền kìa. Quả trời quả đất luôn. Quá trời luôn ha. Đó, đây là cái vòng xoay ở mình. Đây, mình sẽ cho coi thử các bạn coi xem cái con hổ ở mình năm nay nó sẽ như thế nào. Đây là con hổ quê mình đây các bạn ơi. Đó. Đó là con hổ quê mình đó các bạn. Đó, cái con hổ quê mình đây. Đây là con hổ quê mình nhé các bạn. Gần đây hơi xa trái một xíu nhưng mà thôi, lê mình sẽ tắm lại nó dài tắm. Ok xong. Đây là con hổ quê mình nhé các bạn. Hổ quê mình á, nhìn cũng tạm được, nhìn cũng được chứ không phải tạm được nữa, được hơn mấy con hổ bị xin dưỡng. Tiệc mỗi năm là mấy con linh vật là đem ra như là một cái trò tiêu khiển vậy các bạn. Nói chung là mỗi chỗ sẽ mỗi khác. Nhìn vui lắm. Đây, đây là cái khúc nhà trắng ở mình đây. Ủy ban nhân dân của mình đó.
đây là xe bus của mình đây. Cho bạn nào thích thì cứ trải nghiệm xe bus của mình, nó vui lắm các bạn. Đi từ đây xuống Vĩnh Thi thì thôi ta nói nó phê gì đâu. Đó, mình sẽ chạy lên một xíu, chạy cho các bạn xem một xíu để mà coi thử cái độ đông của ở quê mình mà ở chợ đó các bạn. Nói chung là Tết mà mấy ngày trước Tết thì chợ sẽ là nơi mà tập trung đông nhất. Rồi tới mấy cái chỗ mà bán hoa như hồi nãy đó sẽ là nơi tập trung đông đó các bạn. Mọi người hối hả cho những ngày cuối năm. Mình thì cũng lên tranh thủ để mà quay cho các bạn xem ở cái Phan Rang của mình thì sẽ như thế nào đó. Rất là đông luôn nha các bạn. Đây là khu chợ Phan Rang của mình nè. Đó. Chứ lát hồi về mà cũng phải phụ dọn dẹp nữa các bạn. Tiếp tục tại vì chưa xong phụ trang trí này kia nữa. Đó, các bạn thấy đồ đông vui chưa? Cái này là cái cổng chợ nó nằm trên kia một xíu để mình chạy lên cho các bạn xem. Ôi, các bạn thấy không? Rất là ghê luôn nha. Xe của mình thì không biết. Đó, đông vui cho các bạn ơi. Bạn bông mình đây nữa nè. Đó, chợ đây là cái đường vô chợ nè các bạn. Rất là đông luôn ha. Nhưng mà mình không có chạy vô chợ được tại vì đông quá. Đó, các bạn có thể nhìn từ xa mà thấy được rồi đó. Ôi, cái độ đó đông kinh khủng khiếp như thế nào. Đó, bên đây khúc chợ nữa nè. Nó đông thì thôi rồi. Đó, tại vì giờ này nó cũng bớt đông rồi chứ. Chứ mà buổi sáng á, buổi sáng nó sẽ đông hơn nữa. Nhất là ngày mai mà để người ta mua đồ về để mà cúng tất niên đó các bạn. Rồi nó đông còn, nó sẽ đông hơn nữa. Đó, giờ này là vắng bớt rồi đó các bạn. Đó, đây là chợ Phan Rang của mình nhé. Đó, đây mọi người bán trái cây rất là nhiều. Thì Tết mà trái cây để mà bày trưng trên mâm ngũ quả đó. Nên trái cây nó cũng mắc lắm luôn các bạn. Đây là khu chợ Phan Rang của mình nhé. Đó, rất là đông vui luôn. Đó, bây giờ mình sẽ đi mua một ít đồ và mình sẽ và chạy về lại để phụ tiếp ba mẹ mình nhé các bạn. Trời. Nói chung là giao thông của mình nó hơi bị gọi là hỗn loạn hơn Sài Gòn nữa. Tuy nó không kẹt xe nhưng mà hơi hỗn loạn đó các bạn.